Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Có một tin rất là vui trong tuần này mà chúng ta liên tục chờ đợi nha cô chú anh chị. Đó là tin về dì Nụ. Thì đó là dì Nụ, là một người thân nhất của chị Ni nha quý cô chú anh chị. Mới đây dì Nụ đã chính thức lên tiếng thông báo cái điều này. Và chúng ta, những người yêu mến Hồng Loan và yêu mến chị Ni thì đều cảm thấy là vỡ òa. Có nghĩa là chị Ni chuẩn bị về Việt Nam nha mọi người. Cách đây vào khoảng 2 giờ buổi sáng thì có một cái dòng tâm trạng của dì Nụ, là gì của chị Ni nha quý cô chú anh chị, đã viết như thế này để khán giả cùng nhau hồi hộp và chờ đợi 60 phút hồi hộp quá này tính thời gian đếm ngược. Mọi người ơi, chuẩn bị ăn mừng. Và cái dòng tâm trạng mới nhất mà dì Nụ có viết, và em cũng xin đọc luôn để khán giả cùng nhau mừng với tim của Hồng Loan nha mọi người. Ok, xong. Chiến thắng theo yêu cầu của cháu. Mọi người ăn ngủ ngon khỏe, chờ đến lúc mà đứa nịnh thần biết thế nào là lễ độ. Đó là cái lời tuyên bố mới nhất của dì Nụ trong buổi chiều ngày hôm qua nha mọi người. Có nghĩa là chị Ni đang trên máy bay về Việt Nam nha mọi người. Bởi vì chúng em có đọc được một đoạn tin nhắn khán giả hỏi là khi nào chị Ni về Việt Nam Nụ ơi. Thì khi đó dì Nụ có trả lời là tí nữa em về. Và rất nhiều người đang mong ngóng tin từ dì Nụ, bởi vì dì Nụ là người thân thiết nhất với chị Ni, và nghe nói là cũng đồng hành cùng với chị Ni trong câu chuyện này nha mọi người. Có một khán giả họ viết như thế này: ok, cảm ơn chị đã cho biết tin về chị Ni. Chỉ cần Ni bình an là mãn nguyện rồi. Mặc dù em chỉ là người dân, nhưng sao mãi yêu chị Ni vì sự dũng cảm mạnh mẽ của chị. Em xin chúc cho cô gái ấy luôn khỏe mạnh, mạnh khỏe để chiến đấu với những con người tham lam, những con người hai mặt, những con người có lòng xảo trá. Thì có thể nói đó là cái tin rất vui trong sáng hôm nay nha cô chú anh chị. Chúng ta cùng nhau đang đợi chờ và chờ đón rằng chị Ni sẽ về Việt Nam trong buổi hôm nay hoặc là ngày mai, để mọi người có cái là tin tưởng. Và chúng ta hoàn toàn tin tưởng nha cô chú anh chị, khi cái người tung ra tin chính thức này chính là cái người dì thân thiết. Dì Nụ là người dì thân thiết nhất của chị Ni trong thời điểm này. Thì đây là một cái tin có thể nói là chúng ta rất là mừng nha cô chú anh chị, khi nữ hậu tướng của Hồng Loan là Hồng Ni vẫn đang vô cùng yên ổn nha cô chú anh chị. Không biết rằng là anh thám tử và phía bên bún bò hay là cặp vợ chồng của anh kia biết được điều này thì có cảm thấy lo sợ hay không, khi mà nữ hậu tướng của Hồng Loan đã chính thức có cái tin báo, là một cái tin rất là vui nha cô chú anh chị. Như vậy thì chúng ta cũng yên tâm hơn rằng những con người kia chuẩn bị đón một cái làn sóng mà phản đối dữ dội, một cái làn phản đáp dữ dằn của chị Ni nha quý cô chú anh chị. Bây giờ thì khi chị Ni về thì chắc chắn sẽ có một hành động, đó là tìm xem những ai là người đã tung tin chị Nguyễn Thị Minh Thái là bị công an Malaysia bắt vì cái tội lừa đảo trong tuần vừa qua. Chắc chắn những người này sẽ bị ăn tội vu khống, và sẽ chắc chắn là những cái nhóm người kia là những người lo lắng nhất trong thời điểm này luôn nha cô chú anh chị. Phải nói rằng khi đọc cái tin của dì Nụ thì cảm giác là chúng ta nó vô cùng mừng rỡ, nó vỡ òa cảm xúc. Cảm xúc đè nén trong suốt một tuần vừa qua thì cuối cùng cũng đã được giải tỏa rồi. Và hy vọng tối nay hoặc là mai thì chúng ta sẽ chính thức được nghe lại giọng nói quen thuộc của nữ hậu tướng của Hồng Loan nha quý cô chú anh chị, tức là chị Ni đó mọi người. Và trên một phiên live stream mới đây nhất thông báo về tình hình và tiếp tục dằn mặt, cũng như là đáp trả thẳng mặt những con người hai mặt, những con người tham lam kia. Họ đã bịa đặt ra để mà đâm thọc nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Khi mà chị Ni trở về thì Hồng Loan chắc chắn sẽ mạnh mẽ trở lại thôi nha mọi người. Chúng ta hãy tin vào cái điều đó nha cô chú anh chị. Và cũng trong chiều ngày hôm qua thì Bùm Bùm cũng có lên cái điều này. Và mình tin rằng là khán giả ai nấy cũng đồng tình với những lời chia sẻ của Bùm Bùm giờ phút này nha mọi người. Có nghĩa rằng là trong một cái live stream mới nhất trong buổi chiều hôm qua thì Thiếm Bánh Xèo có lên những cái lời mà chúng ta nghĩ là nó vô cùng ngỡ ngàng luôn. Và Bùm Bùm đã lên tiếng lập tức đáp trả thẳng mặt về những lời đó của Thiếm Bánh Xèo nha cô chú anh chị. Có nghĩa rằng là Thiếm Bánh Xèo có nói như thế này, là Thiếm ấy có cho tiền Bùm Bùm đóng tiền học phí cũng như là cho tiền mua xe. Và để đáp trả lại cái lời dối trá xảo ngôn đó thì Bùm Bùm có viết như thế này: cô ơi, cô mãi mãi ở dưới đáy xã hội khinh. Đó là cái lời của Bùm Bùm tát thẳng mặt vào cái Thiếm Bánh Xèo này nha mọi người. Thiếm Bánh Xèo này chiều nay có lên và bịa ra một câu chuyện là Bánh Xèo đã từng cho tiền Bùm Bùm mua xe, rồi cho tiền Bùm Bùm đóng học phí nha cô chú anh chị. Những cái lời như vậy ai mà tin được hả mọi người. Và cô ta chỉ là một người tiểu tam không có danh phận trong nhà họ Võ mà thôi. Thiếm Bánh Xèo này đã bịa ra một câu chuyện mà khiến chúng ta cảm thấy là nó nổi da gà luôn nha cô chú anh chị. Và Bùm Bùm khi nghe được cái điều này đã bức xúc và viết lên ngay cái dòng trạng thái luôn nha mọi người. Đối với những con người như vậy thì Bùm Bùm phải lập tức đáp trả và phải mạnh mẽ lên nha mọi người, chứ đừng bao giờ mà nhẫn nhịn nữa.
những con người đó bây giờ họ muốn bịa gì ra thì họ bịa thôi. Thêm bãi bánh xèo bây giờ đang lên và tỏ vẻ ra mình là một người mẹ kế có trách nhiệm, có lòng tốt, có cái sự yêu thương con riêng của chồng. Không hề nha mọi người, đằng sau những lời nói tốt đẹp đó là một tấm lòng của một cái con người mà đầy mưu mô nha mọi người. Người ta nói rồi, miệng năm mô còn bụng thì một bồ dao găm, tính là thiếm bánh xèo nha cô chú anh chị. Thì đó là một cái lời đáp trả của Bùm Bùm trong buổi chiều ngày hôm nay, và chúng em muốn đăng tải lên để khán giả thấy được rằng bên đó họ có nhiều chiêu trò như thế nào và những cái lời xảo ngôn như vậy mà đang lên để dẫn dắt dư luận, dẫn dắt cộng đồng. Chúng ta thừa hiểu thiếu bánh xèo này là người thế nào. Trong suốt những ngày vừa qua, Thiếm đã liên tục đem câu chuyện ADN của Hồng Loan để đòi căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm nha mọi người. Và bà ấy còn nói rằng nếu như Hồng Loan không chứng minh được thân phận thì hãy ôm đồ, dọn đồ ra khỏi nhà số 5 đi, để những con người như là chú bánh xèo, cô xí dọn về ở. Và như vậy ở đâu ra câu chuyện đó hả mọi người? Bây giờ thì Hồng Loan đã là chủ căn nhà hợp pháp rồi, thì cũng mọi người đừng có ai mà mơ đến nhau cô chú anh chị, đừng có mơ trở về một lần nữa, trở về để mà tranh giành nhà một lần nữa. Thì có thể là trở về, nhưng mà trở về để dọn đồ đi thôi, chứ không có cái cớ gì để quay lại đâu nữa nha mọi người. Trên đây là những thông tin mà chúng em thấy là rất là vui, và chúng em muốn cập nhật để khán giả cũng thấy được những tin tức cực kỳ vui và tích cực luôn nha mọi người. Bên team của Hồng Loan, chúng ta đang chờ một cái màn livestream bùng nổ của chị Ni. Nếu như chị Ni trở về Việt Nam thì sẽ chắc chắn đã livestream để thông báo lịch trình mới nhất của mình sắp tới đây, và đặc biệt là giả thắng mặt vào những con người trong suốt thời gian qua đã lên rồi bịa đặt vì chuyện mình bị bắt này kia nha cô chú anh chị. Một người rất là mong chờ cái điều bình an nhất vẫn sẽ đến với nữ hộ tướng của chị Ni của Hồng Loan. Chúng ta đã hồi hộp chờ đợi trong hơn một tuần nay rồi, và đây là thời điểm bùng nổ ra để khiến cho phía bên kia cảm thấy là bị muối mặt nha cô chú anh chị. Nói thêm một chút về anh hai kia, thì một số người xung quanh team của Hồng Loan và một số người khác cũng đã thắc mắc và cảm giác là bực bội. Bởi vì sao cô chú anh chị? Bởi vì đến giờ phút này thì hai vợ chồng người anh chị kia vẫn chưa bị xử lý, bởi vì họ đem câu chuyện quốc ca ra để mà chế giễu dẫn cợt trên đó. Nhưng mà tại sao bây giờ đến giờ này rồi vẫn không có một hành động hay là một động thái, một hình phạt gì đối với hai con người kia nha cô chú anh chị? Tuy nhiên chúng ta đừng quá nóng vội, phải đợi thôi nha mọi người. Chắc chắn những người làm pháp luật họ sẽ xử lý câu chuyện này thôi. Và rất mong khán giả chúng ta hãy bình tĩnh và hãy tiếp tục ủng hộ cho những người trong team của nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Còn vấn đề của anh chị kia thì chúng ta hãy đợi pháp luật thôi nha mọi người. Chắc chắn bên sở văn hóa thông tin của thành phố họ sẽ vào cuộc thôi, bởi vì họ là một cái sở văn hóa lớn, là xử lý nhiều công việc nữa. Một lần nữa chúng ta hãy ủng hộ team của Hồng Loan nha mọi người, ủng hộ nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, đặc biệt là chờ đón chị Ni trong buổi tối nay hoặc ngày mai thì chị sẽ về Việt Nam, lúc đó thì chúng ta sẽ cùng nhau vui mừng nha mọi người. Chúng ta hãy luôn đồng hành cùng với Hồng Loan, đồng hành với drama này, đặc biệt là ủng hộ chúng em bằng cách đăng ký kênh, bấm like, comment và chia sẻ video cho chúng em nhé. Bây giờ chúng em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.